Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Những nỗ lực của Tập Cận Bình có thể cứu vãn nền kinh tế Trung Quốc đang suy yếu hay không? Ngày 4 tháng 10, BBC Tiếng Việt đăng bài bình luận. Khi Trung Quốc bước sang tuổi 75, liệu Tập Cận Bình có thể sửa chữa nền kinh tế đang suy yếu? BBC cho biết khi Trung Quốc bước vào tuần lễ vàng, từ ngày 1 tháng 10, và kỷ niệm 75 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đảng Cộng sản cầm quyền đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu. Các kế hoạch bao gồm hỗ trợ cho ngành bất động sản đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng, hỗ trợ thị trường chứng khoán, phát tiền mặt cho người nghèo và tăng chi tiêu của chính phủ. Theo BBC, cổ phiếu ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đã ghi nhận mức tăng kỷ lục sau các thông báo trên. Nhưng các nhà kinh tế cảnh báo rằng những chính sách này có thể không đủ để giải quyết các vấn đề kinh tế của Trung Quốc, hình ảnh bài trên BBC. BBC nhận xét, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kỷ niệm 75 năm thành lập, có nghĩa là nhà nước này đã tồn tại lâu hơn Liên Xô vốn đã sụp đổ sau 74 năm kể từ khi thành lập. BBC dẫn chia sẻ của Phó giáo sư Alfred Wu tại Trường Chính sách Công Lý Quan Diệu ở Singapore cho rằng tránh số phận của Liên Xô từ lâu đã là mối quan tâm chính của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Điều quan trọng nhất trong tâm trí các quan chức là thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế nói chung trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng, rằng nền kinh tế có thể không đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm 5%. BBC dẫn bình luận của giáo sư Yuan Yuan An đến từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ cho rằng ở Trung Quốc, các mục tiêu phải được đáp ứng bằng mọi cách cần thiết. Các nhà lãnh đạo lo ngại rằng việc không đạt được các mục tiêu này vào năm 2024 sẽ khiến tình trạng tăng trưởng chậm và lòng tin ngày càng lung lay trầm trọng hơn. BBC cho hay, một trong những lực cản chính đối với nền kinh tế Trung Quốc là sự suy thoái của thị trường bất động sản trong nước, vốn bắt đầu từ 3 năm trước có sự hoài nghi đối với các chính sách nhằm vực dậy ngành bất động sản như tăng cho vay, cắt giảm lãi suất, đặt nghi vấn rằng những động thái như vậy liệu có đủ để vực dậy thị trường nhà ở. BBC dẫn nhận định của Harry Murphy Cruz, một nhà kinh tế tại công ty dịch vụ tài chính Moody's Analytics. Những biện pháp đó được hoan nghênh nhưng không có khả năng thay đổi nhiều nếu chỉ thực hiện một cách đơn lẻ. Điểm yếu của Trung Quốc bắt nguồn từ việc khủng hoảng niềm tin, không phải khủng hoảng tín dụng. Các công ty và gia đình không muốn vay, bất kể vay có rẻ đến mức nào. Hình ảnh lễ kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên vẫn theo BBC, ngoài việc đặt ra các ưu tiên như ổn định thị trường bất động sản, hỗ trợ tiêu dùng và thúc đẩy việc làm, các quan chức Trung Quốc đưa ra rất ít thông tin chi tiết về quy mô và phạm vi chi tiêu của chính phủ. BBC dẫn cảnh báo của bà Kian Wang, chuyên gia kinh tế của công ty tư vấn đầu tư Vanguard. Nếu gói kích thích tài khóa không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường, các nhà đầu tư có thể sẽ thất vọng. Ngoài ra, gói kích thích chính sách theo chu kỳ không giải quyết được các vấn đề về cấu trúc. Bà Quang lưu ý nếu không có những cải cách sâu rộng hơn, các vấn đề mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối mặt sẽ không biến mất. BBC cũng cho biết vào ngày kỷ niệm 75 năm thành lập nhà nước, một bài xã luận trên tờ Nhân dân Nhật Báo với một giọng điệu lạc quan thừa nhận rằng mặc dù chặn đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng tương lai thì đầy hứa hẹn. Theo bà An, thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt là nền kinh tế cũ và mới đang xen sâu sắc với nhau, nếu nền kinh tế cũ suy thoái quá nhanh, chắc chắn sẽ là cản trở sự trở dậy của nền kinh tế mới. Đây là điều mà giới lãnh đạo đã nhận ra và đang tìm cách giải quyết. Trung Quốc là bên hưởng lợi lâu dài từ kênh đào Phù Nam Teco. Ngay 2 tháng 10, AFA Tiếng Việt đăng bài phóng sự dự án kênh đào Phù Nam Teco cho thấy rạn nứt trong quan hệ Việt Nam-Campuchia của tác giả Luna Phạm Tác giả cho rằng Trung Quốc có thể được lợi lâu dài từ dự án niềm tự hào của người Khmer. Hình ảnh bài trên AFA, ông Hun Sen và con trai ông Thủ tướng Hun Manet đã tiến hành một chiến dịch nhằm tập hợp sự ủng hộ cho dự án kênh đào Phù Nam Teco, một dự án mà họ cho là mang tinh thần dân tộc Campuchia, tạo nên một làn sóng tự hào dân tộc của người Campuchia. Nhưng theo tác giả, điều này cũng cho thấy những vết rạn nước ẩn chứa trong quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia Việc sử dụng tên gọi của vương quốc cổ đại phù nam cho tên gọi của kênh đào gợi cho người ta nhớ đến nền văn hóa rực rỡ và sự thịnh vượng của người Khmer vốn vượt trội hơn hẳn các quốc gia láng giềng khi ở thời kỳ hoàng kim. Tác giả cho biết dự án kênh đào phù nam Khô đã khuấy động một sự thù ghét chưa từng thấy trong nhiều năm giữa Campuchia và Việt Nam và Trung Quốc có khả năng trở thành người hưởng lợi từ sự bất hòa này. Quan điểm của hai bên về tác động của kênh đào này đối với đồng bằng sông Cửu Long hoàn toàn trái ngược nhau và phía Campuchia tỏ ra không thiện chí để đạt được sự đồng thuận chung. Hình ảnh cái bắt tay giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tác giả nhận xét trong khi báo chí tập trung bàn về tác động môi trường và tính khả thi tài chính của dự án thì các nhà phân tích Việt Nam lại quan tâm nhiều đến việc đánh giá các hệ quả địa chính trị đặc biệt trong bối cảnh sự hiện diện của trung quốc đang cận kề và đe dọa khu vực này tác giả dẫn nhận định của ông nguyễn minh quang giảng viên đại học cần thơ trong một bài phân tích gần đây cho rằng việc xây dựng kênh đào phù nam nhằm mục đích thay đổi cả về mặt kinh tế và chiến lược cho khu vực miền nam campuchia nơi trung quốc vốn đã có những mối quan tâm lợi ích về quân sự bằng chứng ban đầu cho thấy kênh đào phù nam techo chỉ là giai đoạn đầu tiên của một kế hoạch tham vọng đô thị hóa hiện đại hóa nông nghiệp các hoạt động khai thác mỏ và đầu tư cơ sở hạ tầng trong đó có việc xây dựng một cảng nước sâu ở kép sẽ hình thành tiếp sau kênh đào và những điều này có khả năng sẽ tạo điều kiện cho sự ra đời của các khu kinh tế được trung quốc hậu thuẫn và các trung tâm hỗ trợ hậu cần quân sự ở miền nam campuchia ông quang cho rằng nếu những trung tâm phát triển này trở thành hiện thực hải quân trung quốc sẽ tiếp cận hoàn hảo với căn cứ Ream ở tỉnh Sihanoukville của Campuchia, cũng như chuỗi cung ứng và nguồn lực quân sự tại chỗ trở thành một tiền đồn quân sự của Trung Quốc tại Vịnh Thái Lan. Hình ảnh cánh đồng khô hạn nứt nẻ ở đồng bằng sông Cửu Long. Tác giả đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia có thể trở nên căng thẳng về mặt chính trị đặc biệt là ở campuchia nơi tàn dư của sự oán hận về những bất công và các cuộc chinh phục xâm lược ở một số thời điểm có thể bị đẩy lên thành bạo lực các đảng phái chính trị ở campuchia đều đã và đang sử dụng con bài chống việt nam để tăng cường tính chính danh và sự ủng hộ các nhà phân tích cho rằng ông hun sen đặc biệt là bị tổn thương bởi những mưu đồ chính trị như vậy vì ông đi lên từ một chính quyền do việt nam dựng lên giờ đây tác giả cho hay hun sen và đảng nhân dân campuchia cầm quyền của ông là đồng minh vững chắc của trung quốc và những tranh cãi về con kênh đào này đã cho thấy một đường lối cứng rắn đáng ngạc nhiên của nước này đối với việt nam tác giả dẫn một lời chỉ trích gần như chưa từng có của ông hun sen rằng việt nam đang xây dựng rất nhiều đập nước để bảo vệ hoa màu của họ và những đập nước này ảnh hưởng đến campuchia ông nói rằng campuchia không thua kém việt nam và Campuchia biết cách bảo vệ lợi ích của mình, Việt Nam không cần phải quan tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin Trung Quốc là bên hưởng lợi lâu dài từ kênh đào Phù Nam Teco. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.